Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con cùng học tiếp chủ điểm 4, ông bà yêu quý. Bài bà tôi, tiết 3, mở rộng vốn từ, gia đình tiếp theo. Để tiết học của chúng ta đạt kết quả tốt, cô yêu cầu các con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Sách giáo khoa, vở trắng, bút mực. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay giúp các con mở rộng được vốn từ về gia đình. Từ ngữ chỉ tình cảm, hoạt động thể hiện tình cảm. Sắp xếp được từ thành câu. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1, luyện từ. Các con mở sách giáo khoa trang 71 để thực hiện yêu cầu bài tập 3. Yêu cầu của bài tập 3 là gì nào? Các con cùng đọc yêu cầu của bài nhé. Bài tập yêu cầu như sau. Tìm 2 đến 3 từ ngữ. Câu A có tiếng chăm, mẫu chăm sóc. Câu B có tiếng thương, mẫu thương yêu. Bây giờ các con dựa vào bài mẫu tìm và viết các từ ngữ có tiếng chăm, các từ ngữ có tiếng thương. Các con hãy bấm dừng video để hoàn thành bài tập cho cô nào. Các con đã làm bài xong chưa? Các con cùng sửa bài với cô nhé. Câu A, từ ngữ có tiếng chăm. Cô có các từ ngữ như chăm ngoan, chăm học, chăm chỉ, chăm chú. Các con quan sát thấy hình ảnh bạn nhỏ rất chăm học đúng không nào? Vậy, bạn nào có thể đặt cho cô một câu có từ vừa tìm được phù hợp với nội dung của bức tranh không? À, cô có câu bạn Na rất chăm học. Hoặc bạn Na rất chăm chỉ học tập. Cô mong muốn rằng các bạn đều chăm chỉ học tập để ngày càng giỏi hơn nhé. Các con hiểu chăm chú nghĩa là gì? À, chăm chú có nghĩa là chú ý, tập trung tâm trí cao độ vào công việc. Chăm chú nghe giảng bài, chăm chú đọc. Đây là hình ảnh của bạn nhỏ đang chăm chú đọc sách. Có bạn nào đặt cho cô một câu có từ chăm chú không? Cô có câu, bạn Hà đang chăm chú đọc sách. Cô còn có các từ khác có tiếng chăm như chăm nom, chăm chút, chăm lo, chăm bẵm. Các từ ngữ này có nghĩa gần giống nhau, đều là những từ ngữ chỉ hoạt động, thể hiện tình cảm. Vậy, các con hiểu chăm nom nghĩa là gì? À, chăm nom có nghĩa là lo lắng, chăm sóc một cách chu đáo. Ở câu A, có bao nhiêu bạn tìm được các từ ngữ có tiếng chăm giống cô nào? Cô có lời khen đến các bạn làm bài đúng nhé. Chúng ta cùng chuyển sang câu B. Tìm các từ ngữ có tiếng thương. Cô có các từ ngữ như sau. Yêu thương, thương mến, mến thương xót thương.
cho cô biết yêu thương có nghĩa là gì? À, yêu thương có nghĩa là có tình cảm gắn bó tha thiết và quan tâm, chăm sóc hết lòng. Ở cô B, có bao nhiêu bạn tìm được từ giống cô? Cô khen các bạn có bài làm đúng nhé. Các con cùng đọc lại các từ ngữ vừa tìm được cho cô nào. Câu A, các từ ngữ có tiếng chăm, chăm ngoan, chăm học, chăm chỉ, chăm chú, chăm nom, chăm chút, chăm lo, chăm bẵm. Câu B, các từ ngữ có tiếng thương, yêu thương, thương mến, mến thương, thương xót, xót thương. Cô và các con cùng chuyển sang hoạt động 2, luyện câu. Các con thấy bài tập 4 có mấy yêu cầu? À, bài tập 4 có 2 yêu cầu. Câu A, chọn ở mỗi nhóm một từ để xếp thành câu. Câu B, đặt 2 đến 3 câu nói về tình cảm của các cháu với ông bà. Các con quan sát bài mẫu của cô để thực hiện câu A nhé. Cô lần lượt chọn ở mỗi nhóm một từ, sau đó cô sắp xếp các từ đó thành một câu. Ở nhóm thứ nhất, cô chọn từ ông bà. Nhóm thứ hai, cô chọn từ chăm sóc. Nhóm thứ ba, cô chọn từ cháu. Cô có câu, ông bà chăm sóc cháu. Khi viết chữ ông, cô viết hoa con chữ ô vì đứng ở đầu câu. Cuối câu, cô viết dấu chấm. Tương tự như vậy, các con sẽ hoàn thành yêu cầu A cho cô nhé. Các con làm bài xong chưa? Các con cùng sửa bài với cô nào. Ở câu A, cô xếp được các câu như sau. Con cháu yêu quý ông bà. Ông bà động viên con cháu. Cha mẹ chăm sóc con. Con yêu quý cha mẹ. Con giúp đỡ cha mẹ. Bao nhiêu bạn có bài làm giống cô? Cô khen các bạn có bài làm đúng. Những bạn nào mình chưa làm đúng yêu cầu, các con tự sửa lại trong bài của mình nhé. Sau khi các con viết được các câu ở bài tập A, các con sẽ thực hiện yêu cầu của bài tập B. Đó là đặt 2 đến 3 câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà. Cô thấy rằng bạn nào cũng có ông bà nội, ông bà ngoại, đúng không nào? Cô tin chắc rằng các con đều rất yêu thương ông bà của mình. Các con hãy bày tỏ tình cảm của các con với ông bà. Các con dùng các từ ngữ ở bài tập 3, bài 4A để đặt câu cho hay nhé. Bây giờ, các con hãy bấm dừng video để thực hiện yêu cầu này cho cô nào. Bây giờ, các con cùng sửa bài với cô nhé. Cô có các câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà như sau. Cháu rất yêu quý ông nội. Cháu ước
ông nội mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Các con ạ, ông bà, cha mẹ là những người sinh ra ta, nuôi dạy chúng ta nên người. Vì vậy, các con phải luôn yêu thương ông bà, cha mẹ, luôn chăm ngoan và biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc vừa sức với mình. Hằng ngày, các con cũng bày tỏ tình cảm với ông bà, cha mẹ của mình nhé. Các con có làm được không nào? Sau tiết học này, các con tìm thêm các từ ngữ có tiếng chăm, các từ ngữ có tiếng thương. Tập đặt câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các con.